Xin chào tất cả các bạn. Cô xin tự giới thiệu, cô là cô Huyền, giáo viên ở lớp tỏi tía tại trường mầm non Những Ngón Tay Bay. Đã lâu rồi cô và các bạn chưa được gặp nhau đúng nhỉ? Các bạn có nhớ cô không? Còn cô thì nhớ các bạn lắm đấy. Hôm nay cô có một thí nghiệm muốn chia sẻ với các bạn. Thí nghiệm của cô có tên là sự dịch chuyển của nước. Thí nghiệm này thì chúng ta cần cốc trong suốt này, màu nước. Hai cốc màu nước này cô có chuẩn bị màu xanh và màu đỏ. Cô pha bằng màu thực phẩm. Nếu như ở nhà chúng ta chưa có màu thực phẩm thì chúng ta có thể dùng màu nước hoặc là dùng nước bình thường cũng được các bạn nhé. Nến, bật lửa và phía trước của cô là hai chiếc đĩa. Chúng ta cùng thực hiện thí nghiệm nhé. Đầu tiên cô sẽ dùng bật lửa để gắn cây nến vào chiếc đĩa. Khi gắn được hai cây nến vào chính giữa chiếc đĩa như thế này rồi thì chúng ta sẽ dùng bật lửa để bớt cháy cây nến lên. Nếu mà bạn nhỏ nào ở nhà muốn thực hiện thí nghiệm này thì chúng ta nhớ nhờ bố mẹ thắp cây nến cho chúng ta, tránh bị bỏng nhé các bạn nhé. Wow, thật lung linh đúng không nào? Tiếp theo cô sẽ dùng cốc nước màu đổ vào chiếc đĩa. Cô đổ màu xanh vào chiếc đĩa thứ nhất. Tiếp đến là chiếc đĩa thứ hai. Và cuối cùng cô sẽ dùng chiếc cốc để úp vào cây nến. Các bạn thử đoán xem điều gì sẽ xảy ra khi cô úp chiếc cốc vào cây nến. Chúng ta cùng quan sát nhé. 1, 2, 3. Wow, cây nến thì tắt, còn nước ở ngoài chiếc đĩa thì được dịch chuyển. Cùng quan sát lại nhé. Wow, cây nến thì tắt, còn nước thì dịch chuyển vào bên trong chiếc cốc. Các bạn có nhìn rõ không? Vậy là thí nghiệm của cô đã hoàn thành rồi đấy các bạn ạ. Ngoài ra cô còn có một thí nghiệm cũng nói về sự dịch chuyển của nước, nhưng nước sẽ không dịch chuyển theo cách từ đĩa vào trong của chiếc cốc mà chúng sẽ dịch chuyển theo một cách khác. Để thực hiện được thí nghiệm này thì chúng ta chuẩn bị những thứ vô cùng đơn giản. Đó là hai chiếc cốc màu nước. Ở đây cô có chuẩn bị màu đỏ và màu xanh, cũng pha từ màu thực phẩm các bạn ạ. Chúng ta có thể dùng màu nước hoặc là nước bình thường cũng được các bạn nhé. Một chiếc cốc không có chứa gì cả. Và cuối cùng là khăn giấy. Để thực hiện được thí nghiệm này thì chúng ta sẽ đặt chiếc cốc không chứa gì cả ở giữa hai chiếc cốc như thế này. Sau đó chúng ta sẽ dùng khăn giấy. Mình sẽ dở chiếc khăn giấy này ra và lấp khăn giấy gọn gàng. Sau đó cô sẽ đặt vào trong chiếc cốc như thế này. Chúng ta làm tương tự như vậy với tờ giấy thứ hai. Gấp gọn gàng và đặt vào trong chiếc cốc như thế này. Đó, vậy là cô Huyền đã thực hiện xong thí nghiệm rồi đấy. Để biết được kết quả thì chúng ta cần chờ 1 giờ đồng hồ. Các bạn có biết điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra với chiếc cốc ở giữa?
cô đã hoàn thành và có kết quả rồi đấy. Nhưng cô sẽ giữ bí mật để cho chúng ta tự khám phá cho thú vị nhé. Chúng ta hãy thực hiện thí nghiệm này, sau đó nhờ bố mẹ quay video và chia sẻ kết quả với các cô nhé. Còn bây giờ, cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn.